Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Huyện Xuyên Mộc tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Những điều cần lưu ý khi mua bán ngoại tệ. Những thông tin thế giới nổi bật. Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới. Tìm thấy hộp đen máy bay Lion Air rơi xuống biển Indonesia. Trưởng công tố Thổ Nhĩ Kỳ thông tin thêm về cái chết của nhà báo Khashoggi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 11, Quốc hội bước vào ngày thứ ba của phiên chất vấn. Hàng loạt các vấn đề các đại biểu đặt ra liên quan đến lĩnh vực quản lý của các ngành công an, tài nguyên và môi trường, ngân hàng nhà nước được đại biểu đặt ra cuối buổi chiều hôm qua đã được các bộ trưởng, trưởng ngành giải đáp trong phiên chất vấn sáng nay. Các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều câu hỏi đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng về thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, duy trì trần lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng, tiến trình xử lý nợ xấu, xử lý các ngân hàng yếu kém, sử dụng ngoại tệ khu vực biên giới, vân vân. Việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì biện pháp hành chính quy định trần lãi suất huy động khiến dư luận cho rằng biện pháp này không còn hiệu quả và phi thị trường, xin Thống đốc cho biết từ đó đến nay Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp gì trong vấn đề này. Trả lời đại biểu Quốc hội về lãi suất và việc áp dụng trần lãi suất như là một biện pháp hành chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết ngân hàng hoàn toàn đồng thuận quan điểm hướng tới nền kinh tế thị trường, cần phải hạn chế áp dụng các biện pháp hành chính. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhà nước áp dụng trần lãi suất là có cơ sở thực tiễn, bởi cấu trúc thị trường tài chính và các cơ chế thị trường ở Việt Nam chưa được hoàn thiện. Trong bối cảnh thị trường vốn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng vẫn là một kênh chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế, thì việc sử dụng chọn lọc với liều lượng và thời điểm phù hợp với các biện pháp hành chính là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của thị trường tiền tệ. Cái việc sử dụng một cách có chọn lọc với cái liều lượng và thời điểm phù hợp những cái biện pháp hành chính thì theo chúng tôi cũng vẫn còn cần thiết để đảm bảo cái an toàn trong cái hoạt động của thị trường tiền tệ. Vấn đề thứ hai nữa là hiện nay là cái số lượng tổ chức tín dụng của chúng ta cũng là tương đối nhiều và chất lượng của các tổ chức tín dụng thì cũng chưa phải là đồng đều. Chính vì vậy mà trần lãi suất huy động dưới 6 tháng được duy trì và ấn định ở mức hợp lý và bám sát cái cung cầu thị trường thì cũng có cái tác dụng là giữ ổn định hoạt động thị trường tiền tệ. Đại biểu cũng chất vấn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý các ngân hàng yếu kém và xử lý nợ xấu chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ. Việc xử lý các ngân hàng yếu kém chưa đạt yêu cầu. Trong triển khai thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, vậy nguyên nhân do đâu, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp đột phá nào để thực hiện có hiệu quả nhất trong thời gian tới? Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tình hình triển khai nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu thời gian qua rất quyết liệt và đã đạt được kết quả tích cực. Thời gian tới, tiến trình xử lý nợ xấu sẽ đạt kết quả tốt hơn. Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới sẽ hoàn thiện cái phương án chi tiết để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện cái phương án cơ cấu lại các cái ngân hàng yếu kém này. Còn liên quan đến tình hình triển khai nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu thì báo cáo với đại biểu là chúng tôi cho rằng trong vòng hơn một năm thì các tổ chức tín dụng đã xử lý cái số nợ xấu khoảng 140.000 tỷ. Kết quả là rất tích cực. Nhưng cái quá trình mà vừa rồi sơ kết cái việc triển khai nghị quyết 42 thì cũng cho thấy có một số các cái tồn tại. Thì chúng tôi tới đây tiếp tục phối hợp với các bộ, rồi các địa phương và đặc biệt là Tòa án Nhân dân các cấp để triển khai quyết liệt hơn nữa. Trước những vấn đề sai phạm rất khủng khiếp của các cơ quan điều tra mà đại biểu Quốc hội đã nêu ra sáng hôm qua, hôm nay một số đại biểu tiếp tục tranh luận. Tối hôm qua đến giờ thì tôi liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn của cử tri trong lực lượng công an rất nhiều tỉnh, kể cả Nghệ An và tất cả các nơi khác. Người ta quan tâm đến cái phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trong cái buổi sáng ngày hôm qua. Tôi đã tìm đọc rất kỹ và tôi lên truyền hình VTGO để xem lại, đồng thời xem lại tất cả các báo chí thì đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra cái nhận xét thế này làm cho anh em rất là phân tâm. Vấn đề thứ nhất là đại biểu nói là sai phạm rất là khủng khiếp, không thủ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7% và không tống đạt
là một không vi phạm tống đạt là 100%. Đại biểu công an thì đã kiểm tra lại và tôi khẳng định tất cả số liệu này là không đúng và không chính xác. Nếu mà đại biểu mà có trong tay cái phụ lục báo cáo số 158 đóng dấu mật, tôi không muốn công bố các số liệu. Mà đây là tôi dựa trên cơ sở các báo cáo này và tất cả các thứ tôi đã ngồi phải tính toán từng chi ly, từng cái số phần trăm ở đây. Ở đây là so sánh tổng hợp số vi phạm pháp luật trong công tác tư pháp của các cơ quan hoạt động tư pháp, so sánh giữa các cơ quan kiểm sát, tòa án, công an, thi hành án, giám định, công chứng, luật sư. Đấy, nếu mà đại biểu mà muốn biết cái số liệu thì đề nghị đại biểu xem phụ lục. Kính thưa chủ tọa phiên họp. Hôm nay các đại biểu cũng chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về trách nhiệm nêu gương của đảng viên là chủ động từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực và uy tín. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng từ chức là vấn đề mới, là việc làm tự nguyện. Nếu như người được bổ nhiệm thấy rằng mình không đủ sức khỏe, uy tín, vi phạm. Trong luật cán bộ công chức có quy định 5 hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức, riêng đối với cán bộ có hình thức bãi nhiệm và miễn nhiệm. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay chưa có quy định rõ về từ chức. Sau khi có nghị quyết Trung ương 8, thì chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bởi những cái văn bản quy phạm pháp luật. Và vấn đề từ chức thì nó không chỉ trong các cơ quan chính phủ mà cả trong đảng, trong hệ thống chính trị, mặt trận, các đoàn thể, quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, v.v. Cho nên đây là một cái vấn đề cũng khá rộng mà cần phải nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho biết chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành hình thức văn bản như nghị định hướng dẫn cụ thể những văn bản của quốc hội và những quy định của luật cán bộ công chức. Từ chức có hình thức tự nguyện. Nếu cán bộ không từ chức mà có những vi phạm, nếu bỏ phiếu không đạt theo quy định thì vẫn bị bãi nhiệm. Cán bộ công chức nếu có vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay xử lý hành chính, kỷ luật đảng theo đúng quy định. Chuyển sang những thông tin thời sự trong tỉnh. Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, nghe địa phương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh từ đầu năm 2018 đến nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, tổng giá trị sản xuất địa phương đạt hơn 18.325 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.167,4 tỷ đồng. Công tác giải quyết khiếu nại, đền bù giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Bên cạnh những thành quả khả quan trong phát triển kinh tế xã hội, thị xã Phú Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu trường học, ô nhiễm môi trường, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy. Tình trạng xe chở quá tải tại các khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, tài nguyên trái phép gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị thị xã chú trọng giải quyết các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép, quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện giải quyết dứt điểm tình trạng xe quá tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước thực hiện hơn 76.710 tỷ đồng, đạt 119% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 18.413 tỷ đồng, bằng 104% dự toán. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 là tổng thu ngân sách nhà nước hơn 70.729 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán năm 2018 và đạt 92% so với ước thực hiện thu của năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 18.259 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán năm 2018. Tại cuộc họp bàn về lĩnh vực tài chính ngân sách, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất với những báo cáo đánh giá cũng như đề xuất của Sở Tài chính. Để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách nhà nước năm 2019,
ông Nguyễn Thành Long đề nghị các địa phương phải đảm bảo nguồn thu đề ra. Trong đó, hai địa phương, thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ cần tranh thủ các nguồn thu từ các doanh nghiệp đầu tư, nguồn thu từ giao dịch đất đai. Thưa quý vị, Sở Xây dựng vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án bán giá nhà ở tạm tính tại dự án khu tái định cư Cánh Đồng Mắt Mèo và dự án nhà ở xã hội Lan Anh 2, Lan Anh 4, thành phố Bà Rịa. Cuộc họp do ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Khu tái định cư Cánh Đồng Mắt Mèo tại phường Long Hương do Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư, có tổng diện tích trên 27,4 ha, gồm 82 căn nhà liền kề. Để sớm đưa công trình này vào sử dụng, Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm tính toàn bộ chi phí đầu tư dự án trước thuế là 137 tỷ đồng. Giá nhà ở trong khu tái định cư khoảng 3 triệu 600 ngàn đồng một mét vuông. Riêng giá đất sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa xác định cho từng trường hợp cụ thể theo quy định về chính sách thu tiền sử dụng đất tái định cư hiện hành. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng và đề nghị Sở Tài chính nhanh chóng quyết toán dự án để ban hành quyết định tạm tính. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa bố trí nhà ở cho các hộ dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất phương án giá thuê mua 150 căn nhà ở xã hội Lan Anh 2 và Lan Anh 4, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa từ 515 triệu đồng đến 600 triệu đồng một căn, có diện tích 70 mét vuông. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dùng nguồn ngân sách tỉnh để mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp để chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 02 của Chính phủ. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tổng kinh phí chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội của dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4 là gần 90 tỷ đồng. Người mua nhà tại dự án này phải trả trước 20% giá trị ngôi nhà, tương đương từ 227 đến 264 triệu đồng. Còn lại, người mua trả dần trong 10 năm với mức trung bình từ 2 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu 900 ngàn đồng một tháng. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin về vụ một người dân ở thành phố Cần Thơ bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì có hành vi mua bán ngoại tệ ở cơ sở không được cấp phép, khiến dư luận xã hội rất quan tâm. Điều này cũng khiến nghị trường Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 nóng hơn. Thực tế, rất nhiều người dân đang tích trữ hoặc được tặng ngoại tệ. Đến khi cần tiền Việt để sử dụng thì khó mà biết chính xác cơ sở đó có giấy phép mua bán ngoại tệ hay không. Làm thế nào đổi ngoại tệ một cách thuận tiện, an toàn? Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn bà Phan Thị Hồng Lam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, như vậy thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu cái điểm mua bán ngoại tệ và hình thức để thông tin đến người dân về các cái điểm hợp pháp là như thế nào thưa bà? Trong thời gian qua, tình hình giao dịch ngoại tệ trên địa bàn tại các tổ chức tín dụng được phép thì khá ổn định. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đã chủ động cân đối các cái nguồn ngoại tệ để cung ứng đủ các cái nhu cầu ngoại tệ thanh toán cho khách hàng đến giao dịch, và đồng thời là thực hiện cái hướng dẫn để cho các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch đúng theo cái chính sách quản lý ngoại hối của nhà nước, đặc biệt là nhu cầu của người dân đến mua ngoại tệ đi du lịch, khám chữa bệnh hoặc chuyển tiền học phí cho con đi du học ở nước ngoài. Và tuy nhiên thì cũng không thể nói phủ nhận được rằng là cái tình trạng các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn lén lút mua bán ngoại tệ đối với những người dân thì vẫn còn diễn ra một cách lén lút, không công khai. Trên thực tế thì hiện nay số điểm mà để được phép đổi ngoại tệ cho người dân thì có sự chênh lệch khá cao so với thực tế. Như vậy thì dấu hiệu nào để người dân có thể nhận biết là đây là điểm hợp lệ và đâu là điểm không hợp lệ thưa bà? Thì hiện nay trên địa bàn tỉnh thì chúng ta có 178 điểm hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại, bao gồm các cái điểm hoạt động là chi nhánh cũng như phòng giao dịch, phủ khắp từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đều được phép mua bán, trao đổi hoặc là giao dịch ngoại tệ. Bên cạnh đó thì cũng có 15 tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cấp phép làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép. Chủ yếu là tập trung ở một số địa bàn như là Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Điền và Côn Đảo. Thì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đã nêu rõ thì các tổ chức tín dụng đều phải công khai danh sách các địa điểm được mua bán ngoại tệ cho trong toàn hệ thống trên trang thông tin điện tử để người dân dễ nhận biết. Và người dân thì có thể truy cập vào website của các tổ chức tín dụng để biết chính xác được cái địa điểm cho phép mua bán ngoại tệ, và thực hiện mua bán ngoại tệ tại các điểm này sẽ là không bị xử phạt.
Ngoài ra thì cái hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ là một cái hoạt động dịch vụ mang lại cái nguồn thu khá tốt. Do vậy các ngân hàng thương mại rất là chú trọng công tác thông tin tuyên truyền. Ngoài việc phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền thì hiện nay như mỗi cán bộ ngân hàng như là một tuyên truyền viên, họ thường xuyên phải đi đến các cái cơ quan, đơn vị, trường học hay các khu phố để tiếp thị và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng mình. Trong trường hợp mà người dân có nhu cầu để mà mua bán ngoại tệ mà đến những điểm không được phép thực hiện cái việc mua bán này thì cái hình thức xử lý sẽ là như thế nào thưa bà? Khi người dân có nhu cầu bán hoặc mua ngoại tệ mà đến những điểm bán hoặc cửa hàng không được phép thực hiện chức năng này thì sẽ bị khi bị phát hiện thì việc xử phạt hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ này sẽ được quy định tại Nghị định 96 ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ. Cụ thể là tại khoản 3 điều 24 hướng dẫn xử phạt là người có hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ bị xử phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với cá nhân, và mức phạt này sẽ bị tăng gấp hai lần đối với tổ chức vi phạm. Ngoài ra thì mức phạt bổ sung với hoạt động vi phạm này là sẽ tịch thu số ngoại tệ và tiền Việt Nam trong cái giao dịch trái phép này. Xin cảm ơn bà với những thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, hiện tại trên địa bàn tỉnh không có một doanh nghiệp tư nhân, cửa hàng kinh doanh vàng nào được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mua bán ngoại tệ hợp pháp. Vì vậy, người dân khi có nhu cầu mua bán ngoại tệ thì phải đến các ngân hàng thương mại và các khách sạn từ 3 sao trở lên để thực hiện giao dịch. Các tiệm vàng sẽ được cấp phép đổi ngoại tệ nếu nằm tại cơ sở lưu trú du lịch 3 sao trở lên, khu vui chơi giải trí có thưởng cho khách nước ngoài, văn phòng bán vé của hãng hàng không hay cửa khẩu, v.v. đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích cho quý vị. Bản tin thời sự tối tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 11, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thống nhất về nội dung làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động này vào ngày 3 tháng 11 tới. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được đẩy mạnh trong tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tổ chức thành công các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vận động hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tham gia các hội chợ, hình thành 40 cơ sở bán sản phẩm nông lâm sản thuộc chuỗi thực phẩm an toàn, quy hoạch mạng lưới siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu, mạng lưới phân phối sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc tổ chức các đợt đưa hàng Việt về nông thôn, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho các nhà sản xuất có kênh tiêu thụ ổn định. Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh đã tổ chức hội nghị kết nối hàng hóa sản xuất vào các hệ thống phân phối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người tiêu dùng trong tỉnh đã dần nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa cuộc vận động và từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng, nhất là các vùng nông thôn, tạo điều kiện cho thương dân Việt Nam nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Tối qua 31 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tạp chí Thương hiệu Việt đã tổ chức lễ trao cúp vàng thương hiệu Việt uy tín và sản phẩm dịch vụ chất lượng hội nhập lần thứ 14 năm 2018. Chương trình ghi nhận và biểu dương các thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu. Công ty cổ phần khoa học công nghệ Busaco là một trong 10 doanh nghiệp được nhận cúp vàng thương hiệu Việt uy tín. Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam Busaco, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được thành lập năm 2003. Đến nay, sau 15 năm hoạt động, vốn điều lệ của công ty đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng gấp hơn 10 lần ngày đầu thành lập. Doanh thu tăng từ 7 tỷ 600 triệu đồng lên 330 tỷ đồng so với ngày đầu thành lập. Tính đến tháng 9 năm 2018, Busaco làm chủ đầu tư 22 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng. Busaco đã và đang tiếp tục chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn nhằm nâng cao năng suất lao động và góp phần cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Hiện Busaco đã ứng dụng thành công trên 100 công trình và sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên một địa bàn rộng lớn và đang ngày càng thu hút đông du khách như xuyên mộc là một nhiệm vụ khó khăn và rất áp lực. Nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 11 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Cụ thể là tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, huyện Xuyên Mộc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, làm bị thương 17 người. So sánh với cùng kỳ năm 2017,
thì số tai nạn giảm 7 vụ, số người chết giảm 3 người, số người bị thương giảm 10 người. Ngay từ đầu năm nay, Ban An toàn giao thông huyện Xuyên Mộc đã đề xuất huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với vai trò nòng cốt, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông, tổ chức tuần tra xử phạt có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những đối tượng, những hành vi, khu vực, thời điểm thường xảy ra tai nạn giao thông. Việc tuần tra kiểm soát giao thông không chỉ tại các tuyến đường trọng điểm mà còn mở rộng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Vào các ngày nghỉ trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi là tăng cường xuống các xã từ 16 giờ hàng ngày đến 22 giờ đêm. Thì phối hợp với các công an xã thì tuần tra khép kín địa bàn liên tục trong tất cả các cái ngày nghỉ trong năm. Thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát phối hợp với công an xã, huy động lực lượng công an xã thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái chuyển biến tích cực ở địa bàn các xã, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ở các địa bàn vùng sâu xa được nâng lên. Và qua đó số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn các xã được tăng cường cũng như là chắc cái địa bàn giao thông nông thôn là đã được kéo giảm. Sự có mặt thường xuyên của lực lượng chức năng tác động rất lớn đến ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Cảnh sát giao thông của huyện thường xuyên đi tuần tra kiểm soát để nhắc nhở và ngăn chặn những trường hợp là coi như không chấp hành luật lệ giao thông. Thì cảnh sát giao thông của huyện thường xuyên tuần tra như vậy thì là cũng là đảm bảo tình hình trật tự trên tuyến là được ổn định. Các thanh thiếu niên không còn là coi như chạy xe lạng lách. Năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi phần nhiều người dân nông thôn và đồng bào dân tộc ít có điều kiện cập nhật những thông tin mới về tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như những quy định mới liên quan đến lĩnh vực giao thông. Qua cái lớp buổi tuyên truyền này thì sẽ hướng dẫn cho bà con những cái kỹ năng tham gia giao thông và những cái quy tắc cơ bản của luật giao thông đường bộ để bà con chấp hành tốt. Thì hy vọng là qua cái buổi những cái buổi mà chúng ta tổ chức tuyên truyền như thế này thì tôi cũng hy vọng là chúng ta cần phải thường xuyên tổ chức được nhiều cái buổi này để hướng dẫn cho bà con. Tham gia lớp tập huấn này thì em cũng rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình, với lại cho con cái nhà nó đi xe rồi này kia mình về kiếm tiền lại cho nó. Nhưng mà em nghĩ là cái lớp tập huấn này nè, mà nếu mà có thời gian hoặc là có điều kiện nữa là tổ chức thêm một cái lớp để cho mấy đứa mà thanh niên nó chưa đủ tuổi chạy xe để mình răn đe nó hoặc là mình chỉ dạy nó như thế nào đó. Những hạn chế về hạ tầng giao thông cũng được huyện Xuyên Mộc quan tâm khắc phục. Ban An toàn giao thông huyện Xuyên Mộc đã tham mưu huyện cho chủ trương mở rộng một số đoạn đường công, cải tạo, nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Tại một số địa bàn nông thôn, chính quyền địa phương đã vận động người dân đóng góp tiền lắp đèn chiếu sáng trên một số tuyến đường nội bộ. Không có đèn họ thấy không yên tâm. Có đèn, có đường sáng thì họ đi trong này thì phần lớn là họ đi hết. Họ thấy là thuận lợi này, an toàn này. Và tất cả đèn điện của các tổ nào liên kết tổ đó coi như là 100% không có một cái bóng nào là sót. Chạy một cái là tổ trưởng thay ngay. Xuyên Mộc đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông và tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông nhằm duy trì đà kéo giảm tai nạn giao thông. Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng cao, huyện Xuyên Mộc đang hướng đến mục tiêu năm thứ ba liên tiếp kéo giảm tai nạn giao thông. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thế giới. Những thông tin về bước tiến mới trong quan hệ liên triều sẽ mở đầu bản tin quốc tế tối nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 11, các lực lượng vũ trang của Hàn Quốc và Triều Tiên giảm tất cả các hành động thù địch. Đây là một phần trong các biện pháp xây dựng niềm tin theo thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được. Theo các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, thỏa thuận quân sự toàn diện ký ngày 19 tháng 9 năm 2010 trong cuộc gặp thượng đỉnh liên triều bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 1 tháng 11. Theo đó, hai bên cấm mọi hoạt động thù địch trên không, trên biển và trên đất liền. Thỏa thuận cũng kêu gọi thành lập các vùng đệm ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ không đáng có cũng như là tránh chiến tranh.
hai bên cũng sẽ cấm tiến hành các cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật và tập trận cấp trung đoàn hoặc các đơn vị lớn hơn trong vòng bán kính 5 km kể từ ranh giới quân sự. Hội nghị tham vấn an ninh hàng Mỹ lần thứ 50 đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Trần Kiên Đu và người đồng cấp Mỹ James Mattis. Tại hội nghị, hai bên đã ký một bản ghi nhớ về hàng loạt vấn đề quan trọng như quyết định bộ máy chỉ huy liên quân do quân đội Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Hai nước cũng nhất trí sẽ hoãn cuộc tập trận trên không Vigilante Asia, vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 này, trong một nỗ lực nhằm duy trì bầu không khí hòa hoãn hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc thực thi một cách hiệu quả biên bản nhất trí thực thi tuyên bố Panmunjom ở lĩnh vực quân sự được lãnh đạo hai miền Triều Tiên thông qua ngày 19 tháng 9. Liên quan đến những diễn biến mới về vụ tai nạn máy bay kinh hoàng của hãng hàng không Lion Air Indonesia, nhà chức trách nước này cho biết đội tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen chiếc Boeing 737 MAX 8 của Lion Air, thiết bị có thể cung cấp các bằng chứng quan trọng để giải thích nguyên nhân tai nạn. Một người dân đã tìm thấy hộp đen chiếc Boeing 737 MAX 8 nằm trên lớp bùn ở đáy biển. Chiếc hộp có màu cam và còn nguyên dạng, song không nói rõ đây là thiết bị ghi âm buồng lái hay thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyến bay. Các chuyên gia hàng không cho hay thông tin từ hộp đen góp phần giải thích nguyên nhân của 90% các vụ rơi máy bay. Trước đó, vào ngày 31 tháng 10, quân đội Indonesia cho biết đã xác định được vị trí chiếc máy bay của Lion Air rơi và chìm xuống biển cách đây 2 ngày. Đội cứu hộ cũng vớt được mảnh vỡ lớn ở độ sâu 32 mét. Giới chức Indonesia cho biết, giám đốc kỹ thuật và một số kỹ thuật viên của hãng hàng không Lion Air đã bị đình chỉ công việc sau vụ rơi máy bay mang số hiệu GT610 của hãng, khiến 189 hành khách thiệt mạng hôm 29 tháng 10 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Giao thông nước này, ông Budi Kajasumadi, đã ra quyết định đình chỉ giám đốc kỹ thuật của hãng hàng không Lion Air cho đến khi có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn. Một số kỹ thuật viên của Lion Air cũng bị đình chỉ vì cho phép chuyến bay JT610 cất cánh. Lệnh đình chỉ sẽ được gỡ bỏ nếu các cá nhân kể trên không có sai phạm dẫn tới vụ tai nạn. Đồng thời, nếu cuộc điều tra phát hiện lỗi thuộc về Lion Air, họ chắc chắn phải chịu các hình phạt từ chính quyền. Hôm qua, trưởng công tố Thổ Nhĩ Kỳ Ifan Fidan đã công bố thêm một số thông tin về vụ nhà báo người Ả Rập Xê Út Salman Khashoggi chết trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại thành phố Istanbul hôm 2 tháng 10. Theo trưởng công tố Fidan, nhà báo Khashoggi đã bị siết cổ ngay khi vừa bước vào lãnh sự quán, sau đó bị phân xác theo một kế hoạch có suy tính trước. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trưởng công tố Ả Rập Xê Út Al-Mozeb đã tới Istanbul để thảo luận với các thành viên của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Tuy nhiên, theo ông Fidan, các cuộc thảo luận với trưởng công tố Saul Al-Mozeb về vụ việc trên không đem lại kết quả cụ thể. Ông Al-Mozeb là quan chức Ả Rập Xê Út đầu tiên thừa nhận rằng dựa trên kết quả từ cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ, vụ sát hại nhà báo Khashoggi là vụ việc có tính toán trước. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 7. Lúc 13 giờ chiều nay, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa 600 km về phía đông bắc. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới bao gồm phía bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông. Khoảng ngày mai, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 1 tháng 11. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc. Tuy không có mưa, nhưng trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Đêm nay và sáng sớm mai, mức nhiệt trên địa bàn tỉnh thấp chỉ từ 25 đến 27 độ, trời mát. Ngày mai nhiệt độ cao nhất ở mức 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%. Khu
vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 nên vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 2 tháng 11 năm 2018, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút, thấp nhất 140 cm xuất hiện lúc 13 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự nổi bật trong bản tin 21 giờ 50 phút tối nay. Mời quý vị theo dõi. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.